Bây giờ thì Khoai đang mang mấy đôi giớ đặc biệt này vô để đi rừng. Mọi người nhớ hồi xưa Khoai đi với chú Bảo Ảnh không? Thì giớ này á, nó sẽ giúp cho mình đỡ bị mấy cái gai, mấy cái đồ trong rừng cắt. Nhưng mà mình không mang ủng được, tại vì ủng nó rộng quá. Rừng đây thì nó sình lầy nhiều. Mình mang ủng thì mình đạp xuống thì ủng nó sẽ bị dính với sình không đi được. Cho nên ở đây người ta chế ra mấy cái đôi giớ về. Anh Dũng anh mới thả một miếng dưa hấu và con khỉ nó chạy lại nó ăn liền ngay lập tức. Ở đây là cái phía sau nhà của anh Dũng. Thì ở trong gần rừng đó mọi người, cho nên có mấy con khỉ nó hay ra đây. Mấy con khỉ này chắc nó cũng quen anh rồi đúng không? Nó đâu có sợ anh đâu đúng không? Nó quen anh. Dạ. Đây nè. Nó còn đẩy cái nằm trên lá đó. Nó đẩy đều. Đấy. Nó còn đẩy chân ngoài ngoài dài dài dưới nó đẩy kìa. Kìa. Yêu đúng kiểu giành lộn nhau ăn luôn á. Nó tranh anh em với nhau, nó chịu nhau đó. Mấy con khỉ nó đang ngồi ở gốc cây nó nhìn ra. Đây là khỉ con không? Cái rừng cách ở bên nhà một cái con sông nhỏ mọi người, nên sẽ đi xuồng qua bên phía bên kia bờ. Giờ này vô trong rừng chắc là hầm dữ lắm anh. Không đâu. Cũng gió ha. Dạ rồi. Hi, chào buổi trưa tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Phía sau lưng Khoai là anh Dũng. Anh Dũng đi vô trong rừng. Thì hôm nay Khoai và anh Dũng sẽ cùng nhau đi vào trong rừng bần của Cù Lao Dung để mà cùng nhau đi bắt con này con kia. Mọi người có nhớ là khoảng 2 năm mấy 3 năm trước Khoai có tới Cù Lao Dung một lần rồi không? Thì hôm nay Khoai đã quay lại rồi đây. Cù Lao Dung nó khác xưa nhiều mọi người. Có nhiều vuông tôm hơn và mình cũng khác xưa, mình cũng già hơn một chút. Hy vọng là hôm nay sẽ bắt được nhiều con đặc biệt và có thể về nấu được nhiều món ăn ngon. Chủ yếu hôm nay mình sẽ bắt con gì ha anh Dũng? Bữa nay mình bắt ốc len với là dộp. Dộp với ốc len ha. Rồi, còn về nhà thì mình có bắt một số con sâu. Là dạ. Nó nè, nằm này ha. Anh thọc tay thế này ha. Nó à tôi bắt đứng con nè. Đây đứng con dộp nè. Dạ. Là mình thấy có một cái kẻ. À, còn những khi ông người không biết tao vào. Tao vào móc tay mình thấy mình bắt dễ. Còn mấy thì tao vào vậy nè. Dạ. Móc nhẹ đây nè. Dạ. Nó nhìn ở xíu à. À con này cũng còn nhỏ quá. Cái đó là người dân người ta thu về người ta bán lại cho những người thu lái người ta mua lại đó. À. Thằng người ta dạ. Thả lại, giống lại. Con dợp này còn nhỏ mà, con dợp bự nó bằng nửa bàn tay mình luôn á. Nên thôi, thả mày lại. Đó mình sẽ bắt đi vô trong giống dợp bự. À để mọi người sẽ thấy có cái hang nó giống như cái khe này. Đó. Dạ, yeah, một con dợp bự. Nhìn hình dáng nó giống như con hến hoặc con ghê rồi á. Nhưng mà nó sống ở dưới sình ở gần biển. Con này thì rất là phổ biến ở miền Tây. Cà Mau cũng nổi tiếng lắm. Mấy con dợp nhỏ thì sẽ đem về thả vô trong cái gần nhà mọi người để nuôi cho nó lớn lên. Còn dợp bự thì mình sẽ có thể anh bắt hay được luôn á, anh đứng một chỗ mà anh bắt được cả chục con rồi. Tay anh móc lên là văng nè, nó. Nó gì đó. Nè nó nè, nhỏ nha. Dạ. Yeah. Mọi người nhìn nước biển tràn vô nè. Nó tràn rất là nhanh luôn, tại vì cái chỗ này cái bãi bồi nó bằng á, nên nước biển nó vô là mình có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Wow, nó chảy rất là nhanh luôn nè. Bây giờ nước lên vậy sao mình thấy đường bắt dợp nữa anh? Bây giờ anh mò... Mò tay thôi ha, nhắm chừng thôi ha. À, nhanh thiệt á, mới có khoảng 30 giây trước là chỗ này nó còn sình nha mọi người. Bây giờ nước nó lên và nó tràn vô ngay lập tức. Ví dụ mình đang thể nhìn thấy đây, mình thấy được. Anh Dũng bắt dợp như liên tục. Mình thấy được là nước nó tràn vô. Và nó chảy qua rất là nhanh. Khi mà nước lên á thì mấy con ốc len nó bắt đầu nó đeo lên cây, mình sẽ dễ bắt hơn. Thôi bây giờ mình chuyển sang mình bắt ốc len. Mấy dợp này nó hay lắm, ví dụ mình quay phim là nó sẽ không dính đâu. Mình quay máy quay chỗ khác là dính. Mới có 2 phút mà mọi người, chỗ này vẫn là đất khô. Bây giờ thì nước nó đã ngập qua khỏi mắt cá chân của mình rồi. Dạ. Nãy giờ là ký mấy dợp rồi đó mọi người. Mọi người thấy nó bò ở đây nhiều lắm. Nó bò cũng nhanh lắm nha. Hy vọng là sẽ đủ một bữa ốc len xào dừa.
Nước lớn không thấy đường chứ mò cũng bộn chứ không ít à. Ai, mình chỉ ướt chút đây còn nữa nè. Rồi nè. Về chặt trái dừa nạo ra. Hầm dừa, xào dừa. Chết rồi, rớt một con ngoài đây. Nhưng mà mình phải có một chai vũ đế. Đây mọi người nhìn thấy mấy mũi trong rừng nè. Nó chích mà bất chấp luôn á, mình lắc cái tay gì nó cũng không sợ nữa. Thành ra là đi vô rừng thì nhớ mang theo sốt phèo để xoa. Ngày nào anh cũng đi bắt hết hả? Ngày nào đi cũng đi suốt luôn, không đi bắt này cái kia. Dạ. Anh đi là giá lưới vòng trong cái lưới vào đó. Dạ. Rồi anh đi đặt cua, đặt đồ. Đặt cua. Ừ. Xong rồi bắt dợp, vòng vòng. Nhưng mà tính ra mà mọi người mà ở đây thì sống cũng khỏe đúng không? Tại vì ví dụ mình đi ra ngoài rừng thì mình cũng có cầu mình dính này, cầu dính sình là có tiền à. Dính sình nước áo là có tiền này. Chính xác. Còn đồ ăn thì mình đã khỏi nói, mà chỉ quan trọng là gạo thôi. Gạo với lại rau rồi thôi ha. Nước mắm muối rồi thôi chứ còn cá lớn thì ra xuống chút xíu. Dạ. Chiếc chuông nhỏ đưa anh về sớm nhỏ. Chứ không đưa em nha. Anh cao hết cao lên. Dầm nước trầm xanh rồi anh chẳng dầm. Mấy mươi năm sống cùng ta gá trần là bấy nhiêu lần trở nặng chiến. Ủa? Công. Con Sam luôn. Màu sảnh quê hương lớn lên chấm bơm dầm lửa đàn. Nắng giải mưa ngàn có tình mẹ chắc chiêu. Dầm sông tôi yêu chở đầy nhung nhớ. Con này Sam cái ngon lắm. Sao anh bắt được hay vậy? Nó bị đẹp. Nó ở điên cặp nhưng mà nó đụng cho mình ăn. Dựa lại. Dạ. Nước lắng á. Thường Sam người ta nói là nó đi Sam theo cặp á. Ừ, Sam cặp. Anh phải bỏ ra. Dạ. Anh mới dính cái bỏ được nha. Mọi người cũng cẩn thận nha, con Sam với lại cái con Sam với con So. Con Sam này ở đây là mình từ nào chưa cho từng nghe mà con So đâu. Ở đây là Sam mình lên chế biến nướng ở hành. Dạ. Trong khi bán về thành phố Bình Dương vậy đó. Dạ. Con vẫn bây giờ mấy chục ngàn vậy đó. Cây này cho ba con. Đây mọi người, bình thường mà nước xuống thì tụi nó sẽ bò ở dưới, nhưng mà khi nước lên thì mấy con ốc. Dạ. Khi mà nước lên á thì mấy cái con ốc len này nó sẽ bò lên trên. Cho nên mình bắt ốc len lúc mà nước lên nó dễ hơn. Còn lúc mà nước xuống á, nước mà nó lộ cái mặt đất ra thì mình bắt dợp này nọ thì nó dễ hơn. Dạ. Đây nè, ha. Cái chỗ này là cái nhiều hay sao đó em bắt liên tục nè anh ơi. Đó. Mê thiệt á, trong kẻ này. Dạ. Trời ơi, ai mà mê ốc len xào dừa thì về đây đúng kiểu rớt vô mỏ vàng. Ở trong rừng bần thì mọi người sẽ thấy có cả mấy cây cây dừa nước mà mấy cái ụ lớn lớn gì luôn nè. Thì thường người ta cũng hay đi ghe đi xuồng như đây để mà hái dừa nước về. Dạ. Này mấy con này nó hơi nhỏ nên mình sẽ tha thứ cho nó. Mình sẽ để lại ở đó cho tụi nó lớn lên đủ kích cỡ đã. Dạ lên ghe luôn ha. Dạ. Dạ rồi em lên nha. Nước không? Em đi kênh, cái giác. Đây mình ra tới ngày đó khoảng 15 phút. 15 phút mình đi xin xuồng vậy. Bây giờ thì anh Dũng anh đang chèo xuồng để mà chở mình đi ra ngoài kia coi cái rừng bần. Nước lên rồi, không biết rừng bần khi mà nước lên nó sẽ ra sao khi mình đi xuồng. Hồi trước thì Khoa đã từng ra rừng bần với lại chú Ba, nhưng mà lúc đó là đi ở trong rừng, đi bộ trong rừng. Bây giờ là khoảng 1 giờ trưa mọi người, nhưng mà mấy cái cây bần nó mọc rợp hết nên thành ra rất mát chứ không có nóng tí nào. Mọi người có nhìn thấy ổ ong không? Đen đen nhỏ nhỏ đó, không biết thấy rõ không, để zoom lại nha. Đây, nguyên ổ ong lớn. Ong này là ong rừng luôn hả? Rừng đó, ổ ong nó có mặt rồi đó. Bự ra. Càng đi ra ngoài cửa thì nó càng sống ghê ha. Có sống ường hay có nấc.
Mọi người thấy bạc ngàn không? Tất cả những cái cây này đều là cây bần hết á. Mùa mà mùa bần chín anh có đi hay đi hái bần không? Nếu chín là nó đi hái. Dạ. Anh bây giờ đang đi ra coi thử cái bần mình nó giờ nó đang cháy, nó có được năm nay có mùa không? Dạ. Mình đi năm nay cách mùa nữa quá anh, cho thấy cháy đi. Cái nhỏ nhỏ chưa có nhiều ha. Ừ. Dạ. Cách mùa nữa quá. Thiệt ra thì sống dỗ dập dập gì cũng hơi sợ mọi người. Tại vì hồi nãy anh Dũng anh đo thì nước ở đây là nó khá là sâu và nó lút cổ mình rồi. Ngập cổ rồi. Ngập cổ rồi. Mà mình đang cầm cái máy ảnh. Vì mình cũng là một tay lái thuyền là chút chuyên nghiệp. Anh Dũng kia là ảnh là lái chuyên nghiệp nên yên tâm, không sao hết. Mình nếu sống thì mình canh theo nước sống. Dạ. Nói chung thì có kinh nghiệm thì cũng không sao hết anh. Không sao. Dạ. Rồi, nghe yên tâm hơn được một chút. Trái này con gì ăn rồi, con khỉ hay con gì ăn vậy? Con dơi hay con gì ăn? Đây, trái này bị quỷ dơi ăn hết nữa rồi. Để mình tìm trái khác đẹp đẹp hơn. Này anh Dũng là anh ra anh coi. Bần tới đâu rồi? Cứ tới mùa là cứ mình cứ đem cần xé, đem xuồng ra mình leo mình hái xuống. Mình chở vô. Dạ. Mới già thôi. Mới già. Mấy cây bần ở trong cái rừng bần đó mọi người, thì mọi người sẽ thấy nó mọc hẳn lên. Tại vì nó không có, nó kiểu chen chúc nhau nó mọc nên nó không có tán. Còn mấy cây ở ngoài rìa này thì nó có tán hơn, nó có không gian hơn. Tại chỉ mình thấy đang là thành đồ bổ. Nó có một cái lỗ mọc nho nhỏ. Giờ nó ơn, kéo chấp ảnh nó ơn. Thôi, nhiều đây đủ rồi. Bây giờ mình sẽ rửa dợp trước cho sạch, rồi mình sẽ chế biến thành món ăn. Đây, con dợp khi mà nó hết sình nó sẽ có cái màu này nè, hơi xanh xanh này. Đó, và nó bự, cái này bự bằng 1/3 bằng tay mình ha. Tại tay của khoai cũng bự á, nên thành ra mọi người sẽ cảm giác là nó hơi nhỏ, chứ thiệt ra là nó, ngoài đời nhìn nó bự lắm mọi người ơi. Đó. Bự chảng à. Lát nữa sẽ nướng mỡ hành với lại có thể xào thơm lên nấu cháo. Rồi, giới thiệu mọi người, đây là chị Út, vợ anh Dũng. Chị cũng quên luôn nữa. À, là hồi nãy mấy cái người kia hỏi mua ha. À, bây giờ trà ra thì nó sạch. Màu trắng. Sạch trơn luôn nè. Con dợp này mình mà bắt lên thì nó để không vậy, nó sống được mấy ngày hay chị? Cái này mình để lên sống có 5 ngày, 4 ngày, 5 ngày. 4, 5 ngày. Còn cái chị đây thì biết sao, chị để xuống sông chị rộng á. À. Để xuống dưới mưa của chị rộng là nó sống cả tháng. Nó sống hoài luôn. Bình thường, nó sống bình thường. Nhưng mà nó ốm không? Nó còn hơi ốm một tí, cái nó cũng ốm nhiều hơn với sông, bởi vì nó cũng có ăn cái thảo á. Dạ. Nó cũng mệt, cho nó không có gì ốm. Dạ. À, vậy là chị lấy hai con chạy nha cho nó sạch. Dạ, cho thấy cái con này nấy. Bự chảng luôn á. Wow. Nhà một khi nhầm đợt á, chị bắt mua bự bụng, bự không luôn. Dạ. Cái con này nó hổng lâu, nó châm kẹt. Nó hơi đen. Cà nó không ra. Nó đen luôn ở trong luôn. Ốc len, ốc lá. Trời ơi, đen thui. Nhìn giữa lại là trắng tươi, sao lại trắng tươi. Nó màu không sạch là nó xào nó ra màu nâu luôn. Màu đen. Không ai dám ăn. Hai ba nước rồi bắt đầu nó trắng rồi. Ừ, trắng thật chưa. Dạ. Giờ thì anh Dũng anh bằng ốc len bằng con cây kéo mọi người. Mình bình thường mình cứ tưởng tượng là sẽ dùng con dao để chặt. Còn đây cây kéo. Vì nó mềm mình cắt bằng kéo được hay là vì cây kéo bén vậy anh? Kéo ăn thua cái tay mình. Ăn thua cái kéo là chị cắt không có đứt. Chị cắt không đứt à? Dũng cắt thụ bởi chị chưa thụ. Bị tay mình nó mình có dịp cái thế. Dạ. Nhưng con ốc á mình cắt lấy xong xong rồi dễ nút, còn dễ mình dễ gỡ mình cái hơi để hút được á ha. Hút được. Dạ. Còn nếu mình cắt là meo quá thì không ra. Dạ. Quen tay à. Dạ. Quá nó con ốc nhưng mà cắt dễ. Ờ, cắt thấy ngọt sớt à. Nhanh gọn thiệt á. Gặp mình mà mình lấy cái thớt mình ngồi khỏ là tới chiều.
Thì bữa nào mà anh có công chuyện anh không ở nhà chắc là chỉ đuối á. À đuối ạ. Không mà em thấy bắt ốc la ốc này dễ hơn, khỏe. Nước lên rồi cứ đi lụm thôi. Còn giờ kia hồi nãy em đi bắt giờ em ngồi em cào quá trời cào mà dính không dính con nào. Rửa xong nhìn nó sạch trơn ha. Mấy con bự nó đen hơn mấy con trắng, chắc nó sống lâu năm nên nó đen hơn. Rồi, cái này là hành lá để làm mỡ hành nướng dợp. Dạ. Mình sẽ nấu dầu nóng lên để làm mỡ hành, ít dầu thôi ha. Bỏ phi tỏi cho thơm. À. Là phải có tỏi phi cho thơm, xíu nước mắm ha. Ồ, thơm phức kìa. Nè bỏ vô luôn. Mình đem thêm miếng đường, miếng bột ngọt. Là xong. Nước cốt dừa đã có rồi, ốc len cũng cắt ra rồi. Mình chế miếng dầu mình là tới tiết mục xào ốc len. Bỏ xíu xả vô ha. À, bỏ xíu xả vô trong dầu phi cho thơm. Nghệ á. À nghệ. Để hồi cái ốc len của mình nó có màu vàng vàng hả? Ờ, nó không có vàng, nó chỉ vàng vậy. Mình lên nó sẽ tối. Lửa lớn như vậy xào mới ngon nha mọi người. Có phải không? Bỏ vô đây một xíu đường. Ngon, ngọt thấy ớn chết luôn. Em cũng không thích ăn bột ngọt lắm, em ăn ít bột ngọt à. Nó khô khô là mình đổ nước cốt dừa vô. Dạ. Thơm mùi xả, mùi nghệ lắm mọi người. Xíu muối ha. Ốc này phải rửa kỹ nha mọi người. Mọi người mà rửa không kỹ mà đổ nước cốt dừa vô là nó thành màu sô cô la luôn á. Rồi chén nước đầu nước cốt đầu mình bỏ vô nữa. Chứ nấu lâu quá là nó bị bồng con, nó lợn cợn nó hết ngon. Nhà chỉ có hai cái bếp lận. Bếp bên đây đang hấp dộp để lấy thịt với lại lấy nước nấu cháo mọi người. Lát nữa sẽ xào thơm cái thịt dộp này ra nữa rồi bỏ lên trong cháo. À, hấp dẫn quá. Cái hồi mình lấp trong nước lại cái mình nó mới nấu cháo. Lấy thịt ra xong mình bỏ vỏ đi, chừa cái nước lại. Mấy con dộp bự á thì mình sẽ nướng mỡ hành. Còn dộp mà vừa vừa. Mà hành cái em xấy cái con dộp này lại cái. Dộp vừa vừa thì mình sẽ để nấu cháo. Xong. Kiểu rang gạo này là kiểu của miền Tây đó mọi người. Thì thường mấy người ở ngoài, mấy bạn ở ngoài Bắc hay ở miền Trung thì ít khi rang gạo. Ở miền Tây thích rang. Cánh rang cho nó hơi nhòn nhòn quá một chút, nó không có bị nở lèn quá. Với lại nó sẽ không có bị sệt cháo, cháo nó còn vẫn còn lỏng. Thì người miền Tây thì thích cháo kiểu hơi lỏng lỏng một chút. Đúng siêu ngọt. Dạ. Nồi cháo chất lượng nha. Phi tỏi cho thơm nè. Bỏ mấy con dợp vô. Xong rồi lát bỏ vô trong cháo là thơm phức luôn. Để thơm thơm vậy thôi ha. Tại nó cũng chín rồi. Không chín rồi, nhiều quá teo bị dai không rồi. Dạ. Ốc len đó mọi người đã múc riêng ra một cái nồi để hồi ăn sau rồi. Còn vài con trong nồi. Cho nên mình xin phép được ăn dụng trong bếp trước. Ăn nguyên sâu luôn. Chị Út cười. Nè, vẫn còn nóng nha. Ốc rất là giòn. Với là chị nêm kiểu ngọt ngọt mặn mặn á, không phải bị quá ngọt giống như trong mấy cái quán làm ốc len xào dừa mà người ta nêm ngọt ngắt đâu. Béo béo, ngọt ngọt mặn mặn. Thơm thơm mùi xả. Hút thêm con. Đây mọi người có thể nhìn nè. Ốc rất là bự. Siêu béo luôn á. Mà công nhận là ốc rất là giòn nha. Dạ vừa. Sao trên Sài Gòn em ăn nó ít giòn ta nó hay nhớt. Nó hay nhớt hả? Dạ.
Nhưng mà ở đây thì không bị nhớt mà nó rất là giòn. Ngon quá. À, chắc là cho ăn dụng nên thấy ngon. Đó. Nó đặc nhưng mà nó vẫn trong, nó lỏng lỏng chứ nó không có bị sệt. Tại vì mình đã rang gạo rồi. Rồi mình múc qua đây. Mọi người thấy chị ngập ngừng không? Tại vì chị phải kêu là chờ cho mình quay ké dưới. Hấp dẫn quá ha. Trời tối quá mọi người. Bây giờ chắc tầm khoảng 5 mấy giờ chiều rồi. Này anh nướng con sam. Nhưng mà giờ con sam này, con này trứng ít. Trứng ít ha? Ít trứng. Mình sẽ nướng con khác lại. Lấy con khác lại cho ăn con khác. Đi lên bếp ăn lấy không khác có trứng nhưng mà nó có cái gì ta? Nó cũng có trứng đó. Có ít. Dạ. Mà hồi nãy là nó bu bu chân cái anh bắt luôn hả? À anh mò dính bắt dính luôn. Trời hay trời. Để anh mò dọp rồi nó dựa vô mình ăn một cặp luôn, không được cặp cái luôn. Sam mới đi theo cặp mọi người. Thường con đực con cái nó dính với nhau vậy, người ta hay kêu dính như sam á. Anh bỏ mỡ hành vô. Mỡ hành, nướng mỡ hành. Đây con này nó ít trứng mọi người, nhưng mà nó có cái giống như gạch á, giống như cái thịt ở trong á. Thấy không? Bỏ mỡ hành vô nên nó rất là thơm. Đây giới thiệu mọi người, đây là hai con khỉ. Mình không dám nhìn vô mắt nó. Nó đang chậm chậm nó định làm gì mình đó. Ở đây là vì ngay cái bìa rừng nên thành ra khỉ nó hay vô trong đây mọi người. Với lại anh Dũng anh cũng hay cho tụi nó ăn cà chua, dưa hấu đồ đó. Nên tụi nó khoái, tụi nó hay vô đây tụi nó kiếm ăn. Đó, nó nhìn mình thấy không? Nếu mà thấy mình nguy hiểm nó sẽ đề kiểu hù mình. Đó, nó chồm lại nó hù mình đó. Anh Dũng anh xây luôn cả một cái bể nước nhỏ cho mấy con khỉ nó uống nước ngọt đó mọi người. Dễ thương cây rồi. Ở đây, nó múc nước nó uống ăn kìa. Giờ mình nướng cho nó chín nó tự bung lên ha thêm. Để mà hành vô lại được. Dạ. Bữa nó ngon, chế mỡ hành vô. Cái này là mình để chế mỡ hành vô là ăn được. Vì mỡ hành nó cũng nóng rồi, con vịt nó cũng nóng. Nghe là ăn liền. Thơm mà nha. Vợt mà chiến. Lấy dĩa ra đây ơi. Hai cái đi con. Thơm quá. Mất ngủ mình ăn vậy nè. Sao? Thơm thơm. Ngọt không? Ngọt. Cây của tiêu. Chị cũng bỏ vừa 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 nhắm chừng không? Dạ. Hồi nãy chị nhắm chừng chứ còn chứ không. Vậy chị nhắm chừng chị ra thì nó bắn rồi chị cũng chạy luôn. Ngon chị ơi. Thơm mỡ hành. Không ăn bằng cao. Đó, mẹ đi vô rồi, chơi đại không sao đâu. Dạ. Hay sao? Ngon. Hay sao? Đó. Lá lên là thiệt. Ngon thiệt, hay là sợ mẹ nên không dám chê. Ngon. Đặc biệt là cái mỡ hành của chị làm á, có phi tỏi nên thơm lắm. Xong rồi bỏ xíu tiêu nữa. Mọi người mà ăn vậy luôn là đã vừa rồi. Nếu mà thích cái vị chua chua, cái cây của tiêu, muối tiêu chanh thì có thể bỏ thêm vô. Đó. Này, rượu này rượu ông rượu đế mật ong. Đó. Nó là đi so về ha. Đi đặt là dạ. Đi biển lên á. Dạ. Tối ở đây cũng hơi buồn ha anh. Lại. Chết rồi. Chết rồi, bình thường lắm. Mà ly liền. Ăn cháo không bỏ miếng thịt dạ. Nào, không kêu luôn. Ôi thơm mà, có hành không thơm. Có ốc này. Không kêu, chị không bỏ luôn, quên ai nhớ đâu. Uống vô đi. Không nhớ. Út hả? Chị ơi, chạy quá trời. Đó, đó, đó. Đó, đó. Hết luôn. Ừ, thấy không? Em dở quá. Ông cần cái con. Ốc len. Ốc len xào dừa. Ngon không, ngon không? Phải nêu cảm nghĩ chứ. Là chị đi bắt cua ở ngoài biển ha. Cua nè, rồi mấy con
Sam. Quay này 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 gọi gọi. Cho em xin 500 đồng đèn đi. Rồi đây. Ủa con chịu ủ. Cua đá. Cua đá hả? Ừ. Là tối nào mình cũng có ít ít vậy hết ha. Là tối nào mình cũng đi hết luôn. Mà chỉ bắt bằng cách nào? Đặt luống rồi xong mình dở luống thôi. Dạ. Đây là ghẹ hay cua hả? Con. Đây. Cua con 5 con. Này cua nhỏ, con này cua bự. Ừ, cái này cua nuôi nè. Người quê hôm trước sắp chăn nuôi vậy đó. Là cháu. Dạ. Cua nhỏ nuôi nó vậy nè. Gọi đây nè. Đây con gọi cua đó. Trời ơi, càng bự quá ha. Này là răng me ha. Cái càng nó thịt không á? Dạ. Thịt không cua này. Mà được cái mình nó cứng. Dạ. Có ba cũng con bự. Là mình mua cái cua của cái chị đi bắt hồi nãy hả chị? Ừ. Nó nhỏ quá nên giờ mình thả xuống vuông nuôi từ từ. Khi nào bự ra. Khi nào bự ra cái mình bắt lên mình bán. Giống như là thả giống á ha. Thả giống. Cũng như giống thiên nhiên vậy, nó mau. Dạ. Lớn hơn, nó ngon hơn. Đó. Tự nó bò xuống à. Chạy vui á. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.